Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 2 tháng 5 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Thì buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó không có về, mong anh chị em mừng hỷ. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại nha. Tiếp tục mình sẽ dự đoán miền Nam ngày mai trên các đài thành phố Đồng Tháp và Cà Mau. Ở thành phố thì mình dự đoán cái cặp là 19-91, còn ở Đồng Tháp thì mình dự đoán cái cặp là 79-97, còn ở Cà Mau thì mình dự đoán cái cặp là 6886. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại nha. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong ngày mai.